6 nguyên nhân gây nám da và tàn nhang phái đẹp cần biết. Bước sang độ tuổi 25, làn da bắt đầu xuất hiện những vết nám, tàn nhang và dần yếu đi do ảnh hưởng của các yếu tố bên trong và bên ngoài cơ thể. Lúc này, các cách trị nám da sẽ không đạt hiệu quả nếu bạn không tìm ra được nguyên nhân thực sự dẫn đến tình trạng này. Vì đâu nám và tàn nhang xuất hiện trên da bạn? Nám được hình thành do sự tăng đột biến của các sắc tố melanin làm da bị sậm màu hơn và tập trung không đồng đều, tạo các mảng nám ở nhiều vùng khác nhau với 3 mức độ. Mức độ 1, những mảng nám nhẹ màu nhạt nằm ở lớp thượng bì, ngoài cùng của tế bào ở mức độ dễ điều trị. Mức độ 2, những mảng nám có màu sẫm xám, xanh với kích thước to xuất hiện riêng biệt, chủ yếu xuất hiện hai bên má, trán, cằm với chân nám nằm ở hạ bì, khó điều trị. Mức độ 3, nám hỗn hợp là loại nám kết hợp cả hai tình trạng trên, ăn sâu vào hạ bì, rất khó điều trị và tốn nhiều thời gian. Hãy cùng với La Beauty điểm ngay qua 6 lý do sau đây để tìm được phương pháp điều trị tốt nhất nhé! Do di truyền, nám da có khả năng di truyền từ các thế hệ trước. Với trường hợp này, các biện pháp thông thường sẽ không thể cho được sự hiệu quả. Lúc này, bạn sẽ cần đến sự hỗ trợ chuyên sâu của các chuyên gia hoặc bác sĩ da liễu. Rối loạn nội tiết tố. Sau khi sinh con và thời kỳ mãn kinh chính là hai giai đoạn khiến nội tiết tố nữ estrogen rối loạn, làm ảnh hưởng đến các sắc tố melanin, từ đó hình thành nên nám và tàn nhang. Thường xuyên làm việc với máy tính. Các nàng văn phòng hãy cẩn thận vì các tia bức xạ từ máy tính cũng có thể tác động trực tiếp lên da, khiến da ngày càng bị sạm đen, sần sùi và thô ráp. Chính những tia bức xạ này sẽ phá vỡ cấu trúc collagen, khiến cho da mặt bị thương tổn, lão hóa nhanh và mất khả năng tự bảo vệ khi bị ánh nắng mặt trời chiếu vào. Tẩy lông cũng là một trong những nguyên nhân đáng lo ngại. Nếu thường xuyên tẩy lông mặt tại các vị trí như mép, cằm bằng sản phẩm wax lông, nhíp hoặc sáp bôi, thì có lẽ bạn cũng nên đề phòng nám sẽ xuất hiện tại những vị trí này khi lỗ chân lông phải co giãn để lông mới được phát triển, vô tình tạo điều kiện cho các hóa chất, tia nắng mặt trời xâm hại khiến da bị sẫm màu. Tác hại từ ánh nắng mặt trời. Không còn quá xa lạ, tia cực tím sẽ không chỉ phá vỡ cấu trúc da, khiến da bị bong chóc mà còn sản sinh ra melanin, từ đó tạo nên các dấu hiệu lão hóa da như là nếp nhăn, sậm màu, nám và tàn nhang. Tia UV thậm chí có thể kích thích tới sự phát triển của các gốc tự do và gây ung thư da. Mất ngủ hoặc thức đêm nhiều. Thức khuya chính là cách dễ dàng nhất để kích hoạt các melanin dưới da hoạt động mạnh mẽ, để rồi kết quả là da sần sùi và ngày một sạm đen hơn. Khi tuổi càng cao, da càng nhạy cảm, càng mỏng và khi đã tích tụ đến một mức độ nhất định, các melanin này sẽ bị bùng nổ và tạo thành các mảng nám trên làn da mỏng manh yếu đuối ấy. Ngoài 6 nguyên nhân trên, bạn còn phải cẩn thận với các mỹ phẩm gây nám hoặc tàn nhang cho da. Việc nắm rõ nguyên nhân hình thành nám và tàn nhang sẽ giúp cho da bạn dễ dàng hơn trong việc điều trị và chăm sóc cho khi bị nám. Những thông tin trên có ích với bạn hay không? Theo dõi La Beauty hàng ngày để bỏ túi thêm nhiều thông tin hữu ích trong chuyện làm đẹp nhé! Hãy đăng ký kênh ngay hôm nay để cập nhật những tin tức mỗi ngày!